thế bây giờ ấy là anh thu nhập một tháng là bao nhiêu tiền? Từ 1 triệu anh ơi. 1 triệu thì em nói anh sống là mẹ đeo. Mẹ 1 triệu thì cái đấy là đủ anh không mục tiêu. Thì em nói đơn giản bây giờ anh đang cơm tụi rồi. Một ngày anh ăn 2 bữa, mỗi bữa 20.000 và 40.000. Một tháng anh đã mất 1.2 triệu để ăn cơm rồi. Thế nào mỗi tháng em có 3 triệu của gia đình nữa. Chỉ thấy gọi ra thì anh đang sống trên mồ hôi nước mắt của bố mẹ anh.